đồng TVC 500 triệu. Yeah! Vô tới đây nghe hú hú tưởng đi lộn vô sở thú. Dạ dạ con chào chú. À, chú tới đây có việc gì không chú? À, không có gì đâu. À, Long đâu rồi? À dạ anh Long mới tiễn chị Ngọc Bích đi ra ngoài rồi. Gì? Chị Ngọc Bích? Dạ. Ủa Ngọc Bích tới đây để làm cái gì? À, tôi hỏi cô mà hình như là cô có một cái thái độ hay có cái hành động gì lạ lạ lắm. Thôi tôi hiểu rồi. Chắc cũng là ba cái chuyện tào lao gì đâu thôi chứ cái gì. Cái nơi mà bà Ngọc Bích tới đó là phải công ty Sao Sáng mới đúng. Tại sao lại là công ty Sao Sáng mà không phải là công ty Tài Năng? Tại vì phải đến đây mới gặp Lạc Chấn mới giao hợp đồng TVC quảng cáo cho ảnh làm được chứ. TVC? Ôi, cũng chẳng ăn thua. Chắc ba cái TVC nhỏ nhỏ gì đó mà phải không? Không nha chú, TVC này lớn của nhãn hàng mới của chị Ngọc Bích mà giá... À, thì cũng có cái gì đâu, bình thường thôi, có cái gì đâu mà phải giấu không biết nữa. Thì Lạc Chấn cũng là một người nổi tiếng, đúng không? Thì được mời đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà còn được mà khán giả mà biết đến trong cái thời buổi này thì thôi, đi lụm bạc cắt cũng được. Gì? Nghĩ sao mà bạc cắt vậy? 500 triệu lận đó chú. Trời, 500 triệu. À, cũng hay đó chứ, cũng khá lớn đó chứ. Nhưng mà so với Lê Nguyễn á thì không ăn thua gì hết. Tôi là sao vậy? Trời ơi, tôi bị thao túng tâm lý hồi nào vậy? Ủa đâu có ai đánh đâu mà sao tự nhiên tôi khai vậy trời? Tự khai hết vậy trời. Cái miệng luôn, cái miệng luôn. Mời chị. Cảm ơn anh. Chẳng hay hôm nay anh gọi tôi đến đây, anh nói là có một chuyện rất là có lợi cho tôi. Chuyện gì vậy? Tôi thì theo tôi biết là chị sắp sửa quay TVC cho cái nhãn hàng của chị đúng không? Chà, tôi chỉ mới nghĩ thôi mà thông tin đã đến với anh rồi. Công nhận anh quá lẹ. Chưa đâu, tôi còn biết chị đang mời Lạc Chấn bên công ty Tài Năng nữa kìa. Tôi rất là nể anh và sợ anh đó. Anh giống như là một con cú vậy đó, cứ quan sát tỉ mỉ chăm chăm vô tôi vậy à. Cái này khen hay chửi? Tôi khen anh đó chứ. Anh hay quá, đúng là một người làm ăn kinh doanh phải nắm bắt thị trường, nắm bắt từng ngõ ngách của khách hàng. Đúng vậy. Nhưng mà tôi còn biết rõ hơn nữa là trong cái giai đoạn này là chị chưa có chốt hợp đồng, chị chưa có chốt bên Tài Năng. Cho nên tôi đề nghị chị là Lê Nguyễn sẽ vào trong cái VTC này. Tại sao tôi phải nghe lời đề nghị của anh? Vì đây là có lợi về kinh tế cho chị rất là nhiều. Chúng tôi chỉ lấy là phân nửa giá của bên kia thôi. Chị nghĩ sao? Anh muốn phá giá sao? Bày, sai rồi. Cái này không thể gọi là phá giá, mà cái này người ta gọi là cạnh tranh giá cả, có lợi kinh tế về cho chị nữa mà, có đúng không? Đúng là làm ăn kinh doanh mà, ai nghe có quyền lợi á thì cũng sẽ đồng ý thôi. Chính xác. Tôi cũng vậy. Được, tôi sẽ mời Lê Nguyễn đóng TVC lần này của công ty mình. Nhưng giá cả thì tôi chỉ trả một phần nữa thôi nha. Đúng rồi. 150 triệu. Ủa? Sao lại 150 triệu? Phải 250 triệu chứ. Anh vừa nói tôi mời Lê Nguyễn của bên nhà anh mà. Gà nhà của anh, ngôi sao của bên anh. Nhưng khi qua tôi, quay TVC cho công ty của tôi, hình ảnh của bạn ấy sẽ chạy khắp nơi. Lúc đó biết bao nhiêu là khán giả, bao nhiêu là khách hàng và thậm chí là bao nhiêu nhãn hàng nhìn vô bạn ấy, thì cái tần số xuất hiện của bạn ấy lại càng nhiều, càng lan tỏa. Vậy thì ai có lợi? Nhưng mà... Anh cứ suy nghĩ, gọi cho tôi sao? Được, tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ai, chú chào.
đúng là cú một bàn thua trông thấy. Cái gì đây? Hả? À, có cái gì đâu. À, đây là cái hợp đồng TVC của bà Ngọc Bích mời Liên Nguyễn. Cái gì? Chú nói cái gì? Hợp đồng TVC của bên công ty Ngọc Bích là ký với anh Lạc Chấn mà. À, chắc có lẽ là nhiều khi bên sản xuất của người ta suy đi nghĩ lại, người ta tính toán kỹ càng. À, Liên Nguyễn thì phù hợp hơn. Hèn gì, bà Ngọc Bích đã từ chối TVC này và nói là có người đã hạ giá thấp hơn. Thì ra là chú giở trò hả? Cay cú lắm đúng không? Con có nghe người ta nói thương trường là chiến trường, à, hãy thức thời thì mới thắng, nghe chưa? Thôi nhưng mà thức thời, con thấy hả, chú chơi vậy là không được rồi. Chú làm ăn kinh doanh như vậy là chơi xấu người ta đó. À, đừng có trách tôi. Nếu có trách á, là trách cô mới đúng. Hả? À, tự nhiên tung tin ra cho đối thủ. À, mà cái người đáng trách nữa là ai biết không? À, là giám đốc. Giám đốc bên cô đó không biết hướng dẫn nhân viên, chỉ dạy nhân viên. Gặp nhân viên bên tôi là đuổi rồi. Dạ em xin lỗi sếp, tại vì em lỡ miệng. Ủa? Ủa? À, chị Ngọc Bích. Dạ chị. Ủa chị đi đâu đây? À, có anh nữa hả? Tôi đi ký hợp đồng. Chị đã ký hợp đồng với lại bên công ty tôi rồi mà. À, cái hợp đồng mà tôi ký với bên anh á, chỉ là một cái TVC, đó là một cái phần nhỏ trong một cái dự án lớn của tôi thôi. Còn tôi qua bên đây ký với bên công ty này là bởi vì tôi đang có suy nghĩ là muốn mời Lạc Chấn làm một gương mặt đại diện cho toàn sản phẩm của chúng tôi trong vòng một năm. Đại sứ thương hiệu. Đúng như vậy, đại sứ thương hiệu nghĩa là sẽ sử dụng hình ảnh, đại diện hình ảnh. Hình ảnh sẽ đi đôi với sản phẩm. Lạc Chấn sẽ tham gia vào tất cả các sự kiện ra mắt cửa hàng trên toàn quốc của sản phẩm. Trời ơi, trời. Vậy là tôi đã hiểu rồi. Vậy là hai người đã có bắt tay trước với nhau rồi đúng không? Dạ chưa, bây giờ mới bắt tay nè. Cảm ơn chị đã tin tưởng công ty. Không có gì giám đốc đẹp trai. Tại sao chị không bắt tay tôi để còn nửa giá? Nếu một ngôi sao mà chỉ nhận một job TVC chỉ bằng nửa giá thôi thì sẽ không được lòng của những cổ đông khác. Bây giờ chú hiểu chưa? Không phải cái gì mình hạ giá là cũng được. Giá trị của một ngôi sao nằm ở đó. Sếp, mà hình như sếp biết trước rồi đúng không? Sao sếp nói em? Nói em đi, em đi nói người ta hả? Tôi sếp kêu đó, bởi vì tôi biết cái tật của cô. Cô hay khai thông tin lắm. Cái miệng hương. Là một cái team ca nhạc phải nói là rất là lớn. Mà bên nhà tài trợ đó thì yêu cầu Kenny Quỳnh là diễn viên chính. Ủa rồi, có liên quan gì tới tụi tôi? Như Lạc Chấn cũng biết rồi đó, Kenny Quỳnh không phải là một cái giọng hát hay, kỹ thuật còn non lắm ha? Cho nên là bên tài trợ đó là cần một giọng nam chính. Thì lúc đó thì tôi sẽ nghĩ đến Lạc Chấn nha.